Quỹ ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa có quyết định giao phần đất có diện tích gần 37 ha tại phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng cho công ty cổ phần đầu tư Nam Long chi nhánh Cần Thơ để đầu tư xây dựng khu dân cư Nam Long 2, lô 9A thuộc khu đô thị Nam Cần Thơ có quy mô gần 44 ha với tổng vốn đầu tư gần 500 tỷ đồng. Cụ thể phần diện tích đất 17,56 ha đất có thời hạn sử dụng 50 năm kể từ ngày ban hành quyết định giao đất phần diện tích 19,26 ha gồm 4 ha đất vui chơi giải trí công cộng và 15,24 ha đất giao thông sau khi xây dựng hoàn thành theo quy hoạch được duyệt chủ đầu tư có trách nhiệm bàn giao cho cơ quan chuyên ngành và ủy ban nhân dân quận cái răng quản lý theo quy định phần diện tích đất bãi thải xử lý chất thải hơn 1.730 m2 còn lại công ty nam long có trách nhiệm đầu tư đúng quy hoạch quản lý vận hành cho đến khi kết thúc dự án chủ đầu tư phải trực tiếp đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo quy định, phần diện tích hơn 38.260 m2, tương đương hơn 21% tổng diện tích đất ở trong đồ án quy hoạch chi tiết của dự án.